siêu máy tính dự đoán vòng play-off Euro 2024, bất ngờ đội tuyển Anh, Bồ Đào Nha. Sau vòng bảng đầy biến động, siêu máy tính của chuyên trang Opta mới đây đã công bố những dự đoán tại vòng play-off Euro 2024 cũng như khả năng vô địch của các đội. Không phụ kỳ vọng của cổ động viên, Euro 2024 đang mang đến những trận cầu mãn nhãn. Đội tuyển Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia là những đội cuối cùng tiến vào vòng 16 đội. Trước đó, những ông lớn như Đức, Tây Ban Nha, Anh, Pháp đã có mặt. Ngoài ra, những bất ngờ cũng đến khi Romania đứng đầu bảng E, đội tuyển áo hiên ngang vượt qua Pháp, Hà Lan để đứng đầu bảng D và Slovenia với lứa cầu thủ tài năng Benjamin Seko. Jan Oblak làm nên lịch sử, lần đầu lọt vào vòng play-off Euro. Mục tiêu của các đội giờ đây chỉ có một, góp mặt ở trận chung kết ngày 15 tháng 7 tại Olympic Berlin. Bước vào vòng play-off, với thể thức loại trực tiếp các đội giờ đây phải tính toán rất nhiều. Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng chiếc vé máy bay về nhà. Siêu máy tính của Opta dự đoán, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ là đội có cơ hội góp mặt ở vòng tứ kết cao nhất với tỷ lệ lên đến 82,13%. Điều này đến từ việc La Roja chỉ phải gặp Georgia ở vòng 16 đội. Suốt lịch sử Euro, đây mới là lần đầu tiên Georgia góp mặt. Điều bất ngờ đã đến ở lượt đấu cuối khi Kvaratskhelia tỏa sáng, giúp đội bóng nhỏ bé này làm nên lịch sử ngay lần đầu tham dự. Đội tiếp theo có nhiều cơ hội vào tứ kết theo Opta là đội tuyển Anh với 81,63%. Tam sư vất vả mới có ngôi đầu bảng D và chỉ phải gặp Slovakia. Tây Ban Nha là đội được đánh giá cao nhất tại vòng 16 đội, xếp thứ 3 là đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo với tỷ lệ 74,51% cơ hội lọt vào tứ kết. Tuy nhiên, siêu máy tính dự đoán Selecao, châu Âu nhiều khả năng sẽ dừng chân ở tứ kết khi Ronaldo cùng các đồng đội chỉ có 35,8% cơ hội góp mặt. Sở dĩ đội tuyển Bồ Đào Nha bị đánh giá thấp như vậy là do khả năng cao sẽ gặp đội tuyển Pháp ở tứ kết. Trong khi đó, chủ nhà Đức gặp đối thủ khó chịu là Đan Mạch nhưng được dự đoán có thể lệ chiến thắng lên đến 69,48%. Những cổ xe tăng cũng có 40,5% khả năng tiến đến vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất Euro 2024. Bất ngờ nhất trong dự đoán kết quả vòng 16 đội của Opta thuộc về đương kim vô địch Ý. Trong trận gặp đội tuyển Thụy Sĩ, Ý chỉ có 56,96% cơ hội đi tiếp, tức khả năng thầy trò huấn luyện viên Spalletti bị đánh bại lên đến 43,04%. Theo lý giải của Opta, dự đoán này đến từ việc đội tuyển Ý thi đấu không tốt tại vòng bảng và có đội hình không chất lượng bằng Euro 2024. Ronaldo và các đồng đội được dự đoán sẽ khó vượt qua tứ kết, những khó khăn đang chờ đương kim vô địch Ý dựa trên nhánh đấu được Liên đoàn bóng đá châu Âu công bố. Opta tiếp tục dự đoán kết quả vòng tứ kết, bán kết và chung kết Euro 2024. Đội tuyển Anh một lần nữa được gọi tên với tỷ lệ 38,10% cơ hội lọt vào trận chung kết. Đây là tỷ lệ rất cao, vượt trội so với các đối thủ còn lại. Trang Opta giải thích, mặc dù Tam sư có một số màn trình diễn gây mất ngủ nhưng họ vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Euro 2024. Đội hình tỷ bản, phong độ ấn tượng và không cần bung hết sức vẫn dễ dàng có ngôi đầu bảng C. Sau vòng bảng, siêu máy tính đã mô phỏng 10.000 lần và nó vẫn chọn đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate là nhà vô địch với 20%. Con số này thậm chí còn cao hơn 0,1% so với cơ hội trước giải của họ, 19,9%. Một lý do lớn khác khiến đội tuyển Anh được đánh giá cao là vì họ được xếp vào nhóm dễ thở hơn trong vòng loại trực tiếp. Đội tuyển Anh thi đấu không tốt nhưng vẫn được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tỷ lệ chiến thắng của họ còn cao hơn trước khi Euro 2024 khởi tranh. Kết quả dự đoán của siêu máy tính chuyên trang Opta đưa ra đối thủ của đội tuyển Anh trong trận đấu cuối cùng được dự đoán sẽ là Tây Ban Nha. Những chú bò tót được dự đoán có 27,14% cơ hội lọt vào trận chung kết. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là trận chung kết Euro sau 12 năm chờ đợi của đội tuyển Tây Ban Nha.